Hồ Bích Trâm phải chăng đã mang thai? Cộng đồng mạng thay phiên nhau chúc mừng. Vào tháng 5 năm 2021, Hồ Bích Trâm và chồng doanh nhân đã tổ chức đám cưới tại Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do dịch Covid nên cặp đôi phải hoãn tiệc cưới tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào mùa dịch, vợ chồng Hồ Bích Trâm sống trong biệt thự rộng rãi mới xây tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp dành thời gian chăm sóc vườn cây và rau sạch trên sân thượng và học cách làm những món ăn mới. Trên trang cá nhân, Hồ Bích Trâm gây chú ý khi chụp ảnh bên hoa hồng mà cô trồng cùng lời chia sẻ: "Hoa đẹp là hoa có gai, em không đẹp mà có gai đầy mình." Trong ảnh, nữ diễn viên lộ vóc dáng mũm mĩm khiến nhiều người nghi cô có bầu. Tuy nhiên, Hồ Bích Trâm phủ nhận cho biết đó là bé mỡ chứ không phải cô đang mang bầu. Dù phủ nhận nhưng nhiều người vẫn nghĩ rằng cô mang thai, nhưng giấu. Vì vậy, Hồ Bích Trâm tiếp tục giải thích: "Em khổ ghê, em mập thì em nói em mập, cứ bảo em có bầu hả? Sao nhiều chuyện nghĩ em có bầu ta? Em mà có là em nói với cả thế giới rồi, có gì phải giấu?" Hồ Bích Trâm đính chính, cô mập lên chứ không phải mang bầu, nhưng nhiều khán giả để lại bình luận: "Tấm hình này hình như mang bầu, nên tưởng em bầu, mà bầu sao nè? Vợ đẹp, chồng đẹp, cả nhà cùng vui, cùng bức hình đẹp coi cho đã, chúc em gái mãi hạnh phúc và trẻ khỏe." "Tấm này nhìn giống cái baby lắm Hồ Bích Trâm ơi, chốn dịch này ú ra luôn rồi cháu ơi, có bầu phải không? Có baby cho chị." Nhiều khán giả rất phấn khởi vì nghĩ Hồ Bích Trâm mang bầu. Nhưng Hồ Bích Trâm chia sẻ: "Do mùa dịch, không chỉ Hồ Bích Trâm mà chồng của nữ diễn viên cũng tăng cân nhờ Hồ Bích Trâm nấu nhiều món ăn ngon." Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin giải trí.